nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020, tối ngày 30 tháng 1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức tuyên dương 90 đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2020. Tới dự có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy. 90 đảng viên trẻ tiêu biểu đại diện cho trên 13.000 đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh đều là những đảng viên có tuổi đời dưới 35 tuổi, có nhiều đóng góp trong công tác đoàn hội đội, xây dựng phát triển quê hương. Các đảng viên trẻ được tuyên dương chảy đều ở các lĩnh vực khác nhau, từ khu vực nông thôn, công nhân đô thị đến đảng viên trẻ trong khối lực lượng vũ trang, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tuyên dương 90 đảng viên trẻ tiêu biểu. Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng đã tặng bằng khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân dịp này, Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức chương trình nghệ thuật Tuổi trẻ Hưng Yên tiến bước dưới cờ Đảng. Với những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước do các đoàn viên thanh niên tại các huyện, thành, thị đoàn công phu giàn dựng và thể hiện.